thổ qua, nhà mình làm ăn hai bữa luôn. Nấm mèo mình ngâm, sau đó sẽ cắt hạt lựu, chuẩn bị hành tím, đầu hành, 200 g thịt nạc xay. Thịt nạc có thể mình mua về mình tự xay hoặc là mình mua người ta xay sẵn. Xay này các bạn, nấm mèo mình đã cắt sẵn rồi đây, mình bỏ nấm mèo vào đây. Cái đầu hành nữa các bạn, đầu hành tím nè. Cho tiêu vào đây. Cho 2 muỗng đường nhỏ nhỏ thôi. Mình trộn đều cái nhân này lên. Với cái món hủ qua rồi nhồi thịt này rất là đơn giản thôi.
Chúc các bạn thành công khi làm món canh khổ qua nhồi thịt cho bữa cơm của gia đình mình thêm ngon. Và chúc gia đình quý vị các bạn có một bữa cơm thật vui vẻ, thật ấm cúng và ăn thật ngon miệng. Còn bây giờ, Mai Rưng hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.